Hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa. Anh tặng em cốc tà tưa uống cho thơm mồm. Đây. Em cảm ơn. Ngoan thế chứ Lị. Học có mấy năm ở trường bò tót mà văn minh hẳn ra. Đi học về là đi học về. Em vào nhà em lườm cha mẹ. Cha em khen rằng con rất ngoan. Mẹ âu yếm giữ hai cái rồi. Bố mẹ cho đi ăn đi học là phải học được những điều phải lẽ hay, biết sống thẳng ngay đàng hoàng. Anh lại đến giờ giảng đạo đức rồi đấy. Cái gì đúng thì phải vểnh cái tai lên mà nghe. Trên đời này có đạo đức là có một điểm. Có tài thêm số không nữa là 10. Còn có tiền thêm số không nữa là 100. Còn có địa vị xã hội thêm số không nữa là 1000. Nhưng mà không có đạo đức thì bỏ đi số 1 là chẳng còn cái gì cả. Em biết rồi. Đạo đức là sống biết trước biết sau, chứ có nhìn rau mà gắp giò. Biết hiếu thuận với bố mẹ ông bà, cư xử thật thà văn minh. Cái quan trọng nhất là gia đình. Người ta lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cứ dạy. Học không bao giờ thừa đâu. Mẹ có thế nào đây không biết nữa. Đến khổ. Này anh, em mua cho cái áo đây. Đi đâu mặc vào cho nó đàng hoàng. Đây. Ghê. Hôm nay động cơ nào lại còn mua cả áo cho tôi đấy. Động cơ nào? Người ta quan tâm thì mua chứ động cơ nào? Có tính toán như anh đâu. 30 của tôi đây, dùng liệu mà giữ gìn. Áo đẹp đấy mình ạ. Anh có cái mồm ăn mà không có cái mồm nói à? Mình đầu tư cho tôi cái áo lại dội gáo nước lạnh thế hả? Từ nãy tới giờ vẫn nói đấy thôi. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây. Có được áo mới thì phải nhớ công con này đi mua. Đầu óc nảy số chậm như rùa ấy. Muốn nói cái gì cứ phọt ra luôn lại còn úp mở. Cái gì cũng phải để người khác nói tuyệt móng heo ra. Thì anh bỏ cái bộ này này ra mà hấp ngải cứu đi. Mát quá. Ông đi đâu về mà lang thang một mình thế này? Dạ, cháu chào bác Hầu. Cháu đi chơi với người yêu về. Lớn rồi, đủ lông đủ cánh thì lấy chồng đi. Yêu đương làm gì nhiều. Có chồng còn có người trông nom. Lấy chồng sớm làm gì, cứ bay nhảy cho nó sướng bác à. Lấy chồng chắc gì đã được trông nom. Đen đủi lại vớ phải cái lão lom dom lại mệt người. Bác thấy đấy, nhiều anh chồng gia trưởng cờ bạc rượu chè, bồ bịch gái gú rồi nghe người ngoài, chứ đâu có được miệt mài vì vợ con. Có phải ai cũng thế đâu. Xã hội có người này người kia. Nào, ốc trèo lên đây. Bác đèo một đoạn cho đỡ mỏi chân. Nhanh. Con cảm ơn bác nhé. Ôi trời ơi, nổ máy đi bác. Trời ơi. Có gì đâu, khách sáo quá. Ngồi chắc nhé. Này sọ ơi, hôm nay trời ốm đây. Không biết là có ai mua thuốc cho ông ấy chưa mẹ nhỉ? Mày dở nó vừa thôi, để mẹ còn dở với. Này, cầm cái áo mưa đi, không đến lúc cơn mưa ngang qua lại hú 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 hú. Này, mưa thế nào được mà mẹ cứ lắm chuyện. Bố nhà mày,
Mẹ quan tâm không nói được câu hẳn hoi lại còn gắt gỏng. Mệt người. Mẹ ơi, cứ để cho ướt như chuột lột cho chừa. Đúng là sướng khổ cũng ở cái mồm mà ra. Ăn không nên đợi, nói không nên lời, thì bao giờ cuộc đời mới nở hoa. Con ơi, xuống ăn cơm đi con ơi. Mẹ cứ xuống ăn đi, tí nữa con khát xuống, gọi nhiều thế, đang mệt đây. Cái con này mất dạy nhỉ. Mẹ nấu bưng tận mồm, hầu tận miệng, lại còn cấm ca cấm cẩu à. Mày đúng là cái loại vô ơn. Sao cái áo vừa mua cho tôi lúc nãy mà giờ nó lại rách tả rách tơi thế này? Tại cái mồm anh hết đây. Cái mồm anh làm sao? Nó có tội có tình gì mà lại ảnh hưởng tới cái áo? Nhận được sự quan tâm của người khác thì phải biết mở cái mồm ra nói câu cảm ơn. Hay là mày sợ đau mồm? Người trong nhà với nhau làm sao phải bày vẽ ơn với huệ? Lời nói không mất tiền mua, tại sao không nói cho vừa lòng nhau? Người ta vẫn bảo từ lời nói tới trái tim, cái câu cảm ơn nó văn minh như thế mà không há cái mồm ra mà nói được. Nói một câu thôi cũng ấm lòng. Thì cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, được chưa? Mày lại thích ăn đặc sản dép bay có đúng không, hả? Thôi giời, cái môn đấy là con sợ rồi. Mẹ ơi, cơm đâu để con ăn? Đây. Ăn đi. Ra ngoài đường, người ta giúp một tí thôi cũng cảm ơn rối rít. Mẹ nuôi mày lớn gần này, ngày nào cũng hầu tận mồm, đã bao giờ nói câu xin lỗi cảm ơn hay chưa? Chả nhẽ bữa nào con cũng nói câu cảm ơn. Không phải lúc nào cũng phải thể hiện bằng lời. Mình có thể thể hiện bằng hành động biết ơn, sống biết điều hòa nhã, có phải là gia đình vui vẻ hơn không nào? Thằng kia mày hiểu gì chưa? Dạ chưa. Úi giời.